Bây giờ chuyên mục Sống Vui chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý. Thưa quý vị, với ảnh hưởng của dịch bệnh thì các nghệ sĩ Việt thì hầu như đã phải đóng băng hoạt động và có nhiều thời gian ở nhà cho bản thân cũng như là gia đình và cũng như là tăng cao sự tương tác trên mạng xã hội với những người hâm mộ và yêu quý mình. Để biết sao Việt làm gì ở nhà cùng với chương trình thì chúng ta sẽ cùng dạo qua một vòng Facebook của các sao Việt. Là một trong số các nghệ sĩ đang sống tại Mỹ và chưa thể trở về vì dịch bệnh, những ngày vừa qua, Cao Thái Sơn lựa chọn livestream làm hình thức tương tác với bạn bè và người hâm mộ. Không chỉ chiều lòng fan bằng giọng ca ngọt ngào, trong buổi phát sóng online mới đây, nam ca sĩ còn gây bất ngờ khi có sự xuất hiện của nữ ca sĩ Hương Tràm, người cũng đang mắc kẹt tại Mỹ trong Tết vừa qua. Cặp đôi nghệ sĩ đã gây ấn tượng khi cùng song ca bản hit Con đường mưa, trong đó Cao Thái Sơn chơi lớn khi chọn tông nữ để hòa hợp với giọng ca của Hương Tràm. Màn livestream ấn tượng nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu mến. Nếu lòng em không còn như anh hơn chính mình, thì em đã quên được anh. Chào đón tháng mới, Showbiz Việt cũng chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào của ca sĩ Thành Lam cùng bạn trai. Cụ thể, trong sáng ngày 1 tháng 3, Thành Lam đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bạn trai bác sĩ của mình. Nữ ca sĩ nhắn nhủ, người đàn ông của đời mình hãy luôn giữ nụ cười như trẻ thơ để vững vàng cống hiến và sáng tạo trong lĩnh vực của mình. Chia sẻ này của Thành Lam cũng được nhạc sĩ Quốc Trung, Hồng Nhung hay Tùng Dương hưởng ứng, cũng như gửi lời chúc mừng sinh nhật tới bạn trai của Thành Lam. Sau những ngày nghỉ ngơi cuối tuần, trên trang cá nhân của các nghệ sĩ, các hoạt động thường nhật cũng liên tục được đăng tải và chia sẻ với công chúng. Đó là hình ảnh ngồi xích đu cùng chồng vô cùng hạnh phúc của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, là nam MC Quyền Linh, với bức hình đi dép tổ ong ngồi bệt xuống đất, đi cùng chia sẻ, được cười là hạnh phúc, cười ở đâu không quan trọng. Là nghệ sĩ Vân Dung, với bức hình khoe ảnh nghệ sĩ nhân dân Công Lý, người đầy thương tích trong một cảnh quay. Hay sự hài hước của ngọc nữ màn ảnh Việt Ninh Dương Lan Ngọc khi tự so sánh kiểu tóc mới của mình như vỏ bưởi úp vào đầu mèo. Liên quan đến sự việc anh Nguyễn Ngọc Mạnh sinh năm 1990 ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội đã cứu cháu bé ở chung cư 60B Nguyễn Hy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội rơi từ tầng 12A, thoát chết thần kỳ, được đăng tải trên báo chí. Rất nhiều nghệ sĩ đã dành những lời cảm ơn cho người đàn ông rất dũng cảm Nguyễn Ngọc Mạnh. Cụ thể trên trang cá nhân, Tùng Dương viết, trong họa có phúc, số phận may mắn mỉm cười với ta, ấy là lúc ta còn có phúc. Chúc mừng em bé đã may mắn thoát nạn và gia đình nhỏ của em, cần lắm những người hùng luôn xuất hiện đúng lúc. Ca sĩ Minh Quân cũng đã dành những lời trân quý cho người đàn ông đã kịp đỡ cháu bé. Anh viết, cảm ơn và thán phục hành động cao cả, nhanh trí cứu cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 xuống đất. Chúc cháu bé sớm bình phục và mạnh khỏe. Chúc gia đình anh Mạnh, người đã cứu cháu bé luôn hạnh phúc, sức khỏe và bình an. Trước sự việc anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu cho bé rơi từ tầng 12A, ca sĩ Thái Thuyền Linh cũng chia sẻ góc nhìn khác. Cô bức xúc khi nhiều gia đình mua căn hộ chung cư có con nhỏ nhưng không lắp lưới bảo vệ.